vẫn còn chảy phối tốt. 2 vs 24, ui thôi thôi, giật phát là biến hero luôn, không lại đi bán muối oan đấy anh em ạ. Tầm này thì ta bất tử hộ thân rồi, ta đấm hết vào đây, mày vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, đâu rồi, đâu rồi. 1 vs 20, tao vẫn là tao, rượu bi đây, người nam định đây, một mình tao đấm hết. Video video, ui xời, một tháng rồi anh em ơi. Thì thời gian qua, nếu như anh em nào mà có xem live của MB thì cũng biết, hoặc là có ở trong nhóm thì cũng biết là lý do kênh MB bị cấm đăng video mọi người. Là một tháng vừa rồi MB ẩn hết những video cũ, bây giờ sẽ sang một trang sử mới, kênh MB sẽ sang một trang sử mới nha mọi người. Đó. Thì hôm nay đúng ra là hôm qua hôm kia được mở đăng video rồi cơ, nhưng mà là vì gọi là em đi bận đi đám mọi người ạ, nên là không ra video được. Đến hôm nay về nó đỡ mệt mệt, chiều nay cố gắng ra cái video trở lại đó, ra video cho mọi người xem. Hy vọng là một tháng không ra video thì anh em vẫn còn nhớ, anh em vẫn còn like nhiệt tình lên đến 100 lượt like giúp MB cái nhá mọi người nhá. Rồi. Rồi vào clip thôi. Nãy giờ anh em biết đấy. Đó, nay MB chơi chế độ ấy nha mọi người. Chế độ nano tối thượng nha. Chế độ này thì dạo gần đây MB rất là gọi là mê chế độ này mọi người ạ. Đó. Chế độ này chơi thì không còn gì phải bàn đâu. Cái đam nó nảy đều mọi người ạ, không như chế độ nano thuộc tính. Chế độ nano thuộc tính đam nó không nhảy đều lắm đâu, nhưng chế độ này bắn đam nhảy đều lắm. Và chế độ này nó ít macro, ít chuẩn độ hơn anh em ạ. Mỗi tội điểm trừ của chế độ này là nó hơi lag. Đó, cái thằng tơ mắm tôm này, mỗi lần nó đáp là anh em biết đấy, là nó cứ bị khựng lại lag. Đó đó đó. Úi xời, mấy bạn không để ý mắm tôm. Rồi. Không sao, không sao, chảy cối anh em nhá. Chế độ này lên chảy cối nó sẽ phiêu hơn anh em ạ. Để mà nói mà không chảy cối thì bom kìa. Úi xời, cái thằng kia. Thôi mày đi cũng được. Về lết rồi thì một mình đứng ở trên này thôi, vẫn là phê nhất anh em ơi. Còn có mấy anh bạn đồng đội kìa. Đấy, cái pha vừa rồi là bị giật máy anh em ạ, nên là đạn nó bị kẹt. Cái thằng này mày đuổi tao ác thế. Rồi cứ bình tĩnh thôi. Chế độ này giờ nó update lại rồi mọi người nha. Đó chính là mọi người biến hero thì biến nó thích biến lúc nào thì biến. Ôi rồi ôi, thôi ta lại xuống. Đó, ngày trước thì anh em cứ lên level 10, level max là nó sẽ tự động bắt anh em biến hero, nhưng mà bây giờ anh em gọi là chủ động cái đấy rồi, được rồi. Đó, không còn bị động như ngày trước nữa. Chế độ này giờ chơi rất là sướng. Chảy cối chán xong biến hero. 1 vs 16, tầm này thì win chắc rồi. Bởi vì đâu mà tao quay lại trêu chúng mày tí. Ui à, cái pha đấy mình chủ quan quá. Thì cái chế độ nano tối thượng này anh em nào đã từng chơi rồi thì anh em biết. Đó, bây giờ MB hầu như toàn like chế độ này thôi anh em ơi. Thi thoảng có map làng, map đủng thì MB vào làng tí. Đó, còn không MB toàn chơi nano thuộc tính thôi. Thủ cửa giờ MB cũng ít chơi. Và tiện cũng thông báo với mọi người luôn, đó chính là em Dượng Bi giờ chỉ còn like ở trên kênh YouTube Dượng Bi Nano này nha mọi người. Đó, mọi người yêu quý MB, muốn xem like thì ủng hộ MB ở trên kênh YouTube. Đó, còn như ở bên tờ với lại bên FB thì MB chỉ ấy thôi, chỉ để đăng video thôi nha mọi người nha. Đặc biệt là những anh em đang xem video ở bên FB Dượng Bi Nano này thì mọi người cố gắng là mọi người qua bên YouTube xem ủng hộ MB. Đó, mọi người xem video ở bên YouTube thì nó vừa nét hơn nha mọi người. Đó, nên là anh em cố gắng qua bên YouTube xem video cộng với xem like ủng hộ MB. Đợt này em bị ngưng like tại bên tờ rồi.
Đó, anh nhận thấy chưa? Đến tầm này rồi. Cái nano thuộc tính này một ván được 3 cái búp cơ. Chơi sướng phết. Sợi. Anh bạn y tá gọi là đỏ lòm kia lấy giờ cứ lên bot kill cho mình à. Không biết có phải đang xem live không. Nếu anh bạn y tá này mà nó có đang xem live với xem video được video này thì bình luận lên nhá. Viper Huy, Viper Vũng gì đây, đấy, đấy, đấy. Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Bot kill thì bot nó đừng lộ liễu quá. Bot lộ liễu đấy anh em xem clip này bảo thằng Dương Bi đậu xanh nhà nó toán ra clip gọi là gọi đồng đội vào bot kill thôi. Đấy, 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 cái thằng Viper Huy kia tao đã bảo rồi. Cứ giả vờ lên xong rồi cào cào như thật vào chứ. Mảy lên như thế thì lộ hết diễn viên tao thuê. Đấy, 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 mấy cái thằng tơ này. Thôi, thôi, đấy, phải như cái thằng si nhíp đỏ này này. Làm việc rất là được, 1m18. Tao, Dượng Bi, người Nam Định, chất. Một mình tao, chấp hết. 1m18, rồi, được cái chế độ này thằng hero chọc nó có bất tử anh em ơi, bất tử hóa thân. Ui, kẹt, 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 kẹt. Kẹt thế. Chứa gì đã zoom luôn rồi vậy. Đây cái nick này Ami đang chơi là nick của anh em Tuấn nha mọi người. Nick này của anh em cũng đầu tư khá là nhiều đấy. Sắp sửa ra sự kiện có quay dao bươm sắc rồi nhá anh em nhá. Đặc biệt thằng em chủ nick này cũng máu cái dao bươm sắc đấy anh em ạ. Đây là khả năng cao là sắp tới anh em sẽ được xem Ami chơi nick này cộng với quay dao nha. Rồi. Chế độ này thì zoom nó chạy nhanh lắm nha anh em nhá, nên là mọi người phải để ý vào chỗ thủ an toàn. Cái điểm cộng của cái chế độ này là bắn anh em đấy, nó đỡ bị gọi là KS đam, nó đỡ bị mấy thằng sáu lòng macro chuẩn độ nó hút đam anh em. Đó. Nên là khá là sướng. Đó. Yeah. Ui xoài, không được cover. Anh bạn kia còn ngồi. Kìa kìa mắm tôm kìa. Ui giời, anh bạn số điện thoại. Khốn người. Anh bạn nhảy rồi mà không kịp ạ. Rất chia buồn cùng Tang Quyết. Cụ đã đi rồi. Giờ chỉ còn một mình Dượng Bi ở trên dây này thôi. Đến tầng này thì tôi rất là thích đứng một mình trên dây này anh em ạ. Đừng có thằng đồng đội nào lên. Nó lên chúng nó chen chúc lắm rồi nè. Toàn bị gọi là đi bán muối oan chung với chúng nó thôi. Đó, nghe thấy chưa? Kiểu nó nảy đã chưa? Kiểu nó nảy như này mà. Vào hết đây. Không biết bao giờ nano ở Việt Nam mình nó mới update cái bật tắt đam anh em ạ. Đó, bật tắt đam mà khi mình bắn nó nảy đam như kiểu bên chế độ này nè. Chắc sắp sửa update rồi. Chị sợ anh bạn tự phân. Chưa tài đâu. Hết sai. Nào. Còn có 10 con zone này thì tuổi. Xin cái tuổi. Dượng Bi người Nam Định chất. Chấp hết. Vào đây. À, kẹt đạn. Ui giời, kiểu nó phê. Mười mấy giây nữa. Anh em chiến binh cứ an tâm. Anh em giao cho tôi nhiệm vụ win là cứ để tôi. Ui giời. Ui đậu xanh. Mình không nhìn thấy thằng này luôn mà. Cái chế độ này thì anh em chơi có thể là một hiệp cũng phải được là 400 kill đấy. Chứ không đùa được đâu anh em ạ. Mà được cái đam nó đều. Đó. Khi anh em lên các level là nó được 3 cái búp mọi người ạ. Đó, lên level 3 là được một cái búp này.
Anh em nhìn cái búp nó ở bên dưới cái mini map ấy. Búp kia là búp nạp đạn nha anh. Hẹn anh em là 8 giờ tối nay nhá, trên kênh gọi là YouTube Dượng Binalo của MB để mọi người xem live nha mọi người. Đặc biệt là bên MB vẫn còn gọi là nhận cày giáp rôm kính choáng thắt lưng MG cho mọi người nha. Và rất nhiều thứ khác nữa MB để ở phần bình luận, mọi người có thể ủng hộ MB đó, tham khảo ủng hộ MB ở bên phần bình luận. Chứ còn mọi người cũng biết là tiền gọi là YouTube thì nó không được mấy đâu mọi người. Trọng là nguồn thu nhập chính của MB vẫn là từ mọi người ủng hộ các dịch vụ bên MB đó. Rồi, mày vào đây đây. Vào. Mày vào. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đi, lê 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 thằng tơ kia. Mày núp cái gì? Khổ lắm cơ. Giờ còn mình tao ở trên dây này thôi. Mày ném lên thì tao không né được thôi. Chưa biết là anh bật tu à. Thằng bóng tối chân bị thối kìa. Cứ đứt kìa nó oanh rắm này. Đậu xanh rau mạ nhà nó. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc nhá. Thằng bóng tối này nó đang gọi là xả khói ra ngoài môi trường nhá. Ô nhiễm môi trường này. Mấy anh bạn đồng đội trên đi bán muối đi coi. Cái tính năng mà người vẫy tay lên kia kìa mọi người là cái tính năng mà đạn xả nhanh lắm. Đạn xả nhanh cộng với anh em cận chiến nó cũng nhanh hơn. Ui, thôi thôi. Chuyện hero thôi. Nó ép tôi quá. Chính chúng mày ép tao hero. Rồi tao lại xuống phát Putin phê ác. Kích cờ mờ mờ. Anh bạn kia kích cờ mờ l. Cái gì vậy? À kích cờ mờ n đi. Anh bạn kia bảo vậy. Chơi chặn đường team up. Up đúng. Chặn đường team up. Chặn đường team up đậu phụ. Nói thật với anh em là đứng trên cái dây này những đối với những anh em mà gọi là ok khôn khôn một chút ấy thì MB thường là MB để lên dây. Còn với những anh em mà yếu quá thì chắc chắn phải chặn dây này rồi. Bởi vì anh em lên bắn anh em không biết chơi mà ấy. Anh em lên toàn hại thôi. Nên là thôi mình chơi cũng phải vì mình một chút anh em. Nên là chặn dây là đúng rồi. Chứ tôi không phải là khuyến khích anh em chặn dây nha. Với những anh em biết chơi một chút đứng ở đây mà đỡ báo thì ok, anh em lên thoải mái. Hoặc là anh em xem live của MB đấy, MB đều cho lên. Nhưng cái vấn đề là nhiều anh em không biết chơi rồi là kiểu lên toàn báo đây, làm mình đi oan anh em ạ. Bây giờ bắt buộc rồi. Cái thằng hiểm trước đó để bảo mình lên. Kích. Mày tuổi gì? Mày chưa tài đâu. Mày hiểu chưa? Chân bệnh nhân tử mày nói kích. Kích làm sao được? Bắt đầu đông rôn rồi đấy. Anh bạn này gồng rìu à? Đúng ở trên đây thì anh em để ý mỗi thằng tơ rìu và thằng tơ tele thôi. Thằng răng ba, thằng tơ fake, tơ phủng. Không nguy hiểm bằng đâu. Tơ tele thì nó khó tele lên đây là cũng không vướng lắm. Tơ dìu thì nhiều khi anh em không để ý là nó luồn ra đằng sau, nó ném dìu là mình rớt ngay. Kìa kìa mắm tôm lên kìa. Do chính sách của YouTube nên là thôi đợt này em đi sẽ hạn chế nói những cái tờ nó nhạy cảm mọi người ạ. Để đỡ bị gọi là ăn gậy. Đó. Nên là MB chỉ dám gọi là mắm tôm thôi anh em ạ. Còn trước là sẽ nói là BOM ngay. Được thôi. Tơ tele tàn hình nhỉ. Anh bạn chạy nhanh quá. Nhảy lên đấy khó.
chưa? Gì đấy? Chú ý đang định dọa anh à? Tôi tê le đây. Không nhảy lên đây nữa à? Anh em thấy chưa? Đến tầm này đam nó quê. Quê áp. Úi xời. Mỗi tội là mỗi lần thằng mấy thằng mắm tôm nó đáp bao quả mắm tôm là nó bị giật thôi anh em. Còn lại thì về độ phê thì không có gì về bàn rồi. Vào đây, vào đây, vào đây. Blue Ski với chúng tôi này. Rồi đâu hết rồi. Em đi xem nào. Ôi dạ. Anh em rồi đâu hết rồi nhỉ. Ồ tầm kê. Một cái mẹo nữa khi mọi người mà chơi cái chế độ này hoặc anh em chơi tất cả các chế độ zombie nano nhá. Và đặc biệt là cái chế độ nano tối thượng này thì anh em mới làm được, đó chính là gần hết thời gian anh em biến hero đó. Gần hết thời gian như pha cái hiệp trước đấy, này em đi định là biến hero số 3, sau đó em đi ấn F đấy để cho nó ăn thêm được mấy kill nữa đấy. Nhưng mà do em đi ấn chậm. Đó. Mẹo này thì khi anh em xem live của MB cũng đã chỉ rồi. Nhưng một số anh em không xem được live thì anh em xem clip thì MB cũng chỉ luôn dành cho mấy anh em mới. Trời ơi, một tháng không ra video rồi, không biết là liệu rằng video này có lên được gọi là 2k view không đây, hay là lại bị flop nữa thì. Và đặc biệt là 100 lượt like nhá, vẫn là KPI của MB nhá mọi người nhá. Đó, anh em like cộng với bình luận giúp cái video của em Dượng Bi gọi là được nền tảng nó đề xuất một chút thì em Bi mới có nguồn động lực để ra video đều cho anh em xem được. Đó, có qua có lại, anh em muốn em Bi ra video đều cho mọi người xem thì anh em mọi người bắt buộc rồi là phải like, phải bình luận ủng hộ em Bi rồi, bởi vì những cái đấy nó hoàn toàn là miễn phí hết mà. Đó, đây cũng là một hiệp mà khi nhiều người lên trên dây quá nha anh em nha, anh em để ý nha. Như thế sẽ chen chúc và sẽ cơ hội cho mấy thằng tơ mắm tôm cộng với gọi là tơ dìu nó lộng hành, nguy hiểm lắm. Đây, 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 thôi lùi lại phát. Cái anh bạn kia tê le, hơi chậm rồi. Anh bạn là chưa xem clip Dượng Bi hướng dẫn tê le trong map này rồi. Vào đây, vào, vào, vào. À, anh bạn đáp. Đáp một quả thì chưa giật máy, chưa vướng. Đó, cứ mỗi lần chúng nó đáp là nó sẽ bị khựng lại một chút. Lỗi này VTC nó vẫn chưa fix anh em ạ. Không biết bao giờ mới fix đây. Để nó chơi chế độ này cho nó sướng đi. Vẫn còn chảy khối tốt. 2vs24. Ui thôi thôi. Giật phát là biến hero luôn. Không lại đi bán muối oan đấy anh em ạ. Tầm này thì ta bất tử hộ thân rồi, ta đấm hết vào đây, mày vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, đâu rồi, đâu rồi, 1v20, tao vẫn là tao, Dượng Bi đây, người Nam Định đây, một mình tao đấm hết. Ui sổi, vận động boxing, vận động viên boxing Dượng Bi. Vào đây, mày vào đây, mày vào đây, vào đây, vào đây. Mày chưa tờ ai huyền đâu. À, anh bạn tay lè. Rồi win. Đó, hết thời gian mọi người ấn spam F liên tục này. Đó, nó vẫn nổ được một tí nữa. Ăn được kill đấy. Thôi em đi dừng video nha mọi người.